Không thể nào nhịn cười được, mặc dù là mình đã gắng cố gắng lắm rồi đó các bạn. Nói chung là mình đã gắng cố gắng luôn rồi nha. Ok, được rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Game Offline của mình. Video này thì chúng ta chơi tiếp tục cái bản game ARK của mình các bạn. Với mấy cái mod bá đạo vãi tèo. Nhóc quá trời boss luôn ha. Được rồi, để mình đi lượm cái túi đồ lại đó. Mới mới bị chết. Mình chơi ngu ngu, mình lấy cây cây súng á, mình bắn vô cái con tiểu long nữ thử. Gãy cổ chết ngắt. Để mình lượm đồ lại cái đó. Rồi. Để mặc đồ vô cho nó đẹp trai mới được. Chết rồi, cái bộ đồ test của mình nó bị hư luôn rồi. Rồi, mình sửa cái skin này lại. Cái skin Kakashi các bạn. Ok, đẹp trai lại liền. Được rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Game Offline của mình ha. Mình chơi tiếp tục đây. Trong cái video này thì mình không có đi không có chịu hỏi boss nữa, mà mình sẽ đi săn boss cho các bạn xem. Tại vì mấy cái con boss mà chịu hồi á các bạn, mình cảm giác là nó cứ lặp đi lặp lại vậy ha. Nè, con boss mà chịu hồi trong cái túi này nè. Để mình chịu hồi ra thử cho các bạn xem ha. Còn một túi cuối cùng. Đó. Trời 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 trời. Vãi 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 vãi. A đù. Vãi tèo. Ra con gắn luôn. What? Oh. Trời 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 trời, ra con boss mới các bạn ơi nè. Mãng xà ha, đại mãng xà. Vãi vãi. Vậy mà mình cứ tưởng là cái gì nè, cái túi boss đó các bạn, nó cứ ra mấy cái con boss mà kiểu mà nó lặp đi lặp lại hoài á. Nhưng mà cái túi cuối cùng mình chịu hồi ra cái nó ra con gắn này luôn á. Im thiệt. Để coi coi à. Mình sẽ test thiệt chiêu của nó cho các bạn xem thử. Ôi dồi ôi, con này có thể là tiến hóa được ha các bạn. Có thể là tiến hóa lên cái thằng gì mà nó chọt cái ngón tay nó vô cái lỗ mũi như vậy. Nhìn các bạn nhìn biểu tượng này nhìn dễ thương ghê không. Nhưng mà tiến hóa lên con trâu cầm cái búa. Đúng không, nhìn cái biểu tượng này là con trâu vàng cầm cái búa nè. Rồi đây, để coi coi mình sẽ lấy đồ mình tiến hóa thử cho các bạn xem ha. Tuy nhiên là trước khi tiến hóa mình sẽ test thiệt chiêu thử. Nhưng mà ở đây cho các bạn xem nữa nè, quên nữa. Nè, hồi nãy mình mới vô game. Nè, sao tự nhiên ở đâu mà mình xuất hiện được cái con boss Quang Vũ á các bạn. Đúng chuẩn Quang Vũ luôn ha. Cho các bạn xem nè. Đó các bạn thấy không, đang vuốt gâu nó mới ghê chứ. Nhưng mà mình nhớ là đâu mấy tập trước mình đâu có bắt được cái con boss nào là Quang Vũ đâu các bạn nhớ không. Mình đâu có bắt được. Mình chưa từng bắt được con boss Quang Vũ này luôn á. Nhưng mà tự nhiên ở trong cái bản game này mình mới vào cái mình bắt được. Ở trong cái tập trước là mình nhớ là mình bắt được cái con khỉ nó cầm cây đao của ông Quang Vũ, đúng không, nó cầm cây đao này nè. Nhưng mà tự nhiên vào trong này cái biến thành Quang Vũ luôn mới ghê chứ. Mình mới vào game lại à, mình nghĩ là do cái con gì nè, ở tập trước là do cái con khỉ nó bị lỗi kin đó các bạn. Nhưng mà thực ra là không phải á, tại vì cái con khỉ là nó không có cái mấy, nó không có mấy cái tuyệt chiêu này nè. Để mình đánh cho các bạn xem. Đó các bạn thấy không, tuyệt chiêu của Quang Vũ nè. Đó, quơ cái đao. Con khỉ ở cái tập trước đâu có đâu. Đó các bạn nhớ không? Ghê không? Từ đâu ạ? Tự nhiên ở đâu mình xâm gùa mình có được Quang Vũ nó mới ghê chứ. Ngon lạnh luôn á. Nhưng mà cái thằng boss Quang Vũ này có một cái là nó hơi yếu á, là nó không có tăng tốc độ chạy được. Nè các bạn thấy không? Mình tăng tốc độ chạy nó không có tăng lên được. Nó chỉ có 100% mà. Với mà đam đồ máu đồ nó cũng không có tăng lên nhanh nữa. À, như vậy là ra quấn lộn là mình cảm giác là nó quấn lộn không có lợi mấy con kia. Nó rất là yếu. Yếu xìu luôn. Phải nói là yếu xìu luôn chứ không phải là yếu bình thường. Nhưng mà nó đẹp. Nhưng mà cái con Quang Vũ này các bạn biết có tuyệt chiêu gì không? Lăn ba di bộ ở trên không. Ủa, ở trên mặt nước. Đó, bạn thấy ghê không? Nè, để mình test tuyệt chiêu cho các bạn xem ha. Đó. Ghê chưa? Wow. Bay qua tới cái đảo bên đây luôn các bạn. Ghê không? Đi trên mặt nước á. Nó nhìn cũng ngầu lắm các bạn ơi. Rồi ok.
Đây. Nè để mình đi lại cho các bạn xem nha. Đi trên mặt nước mà quýnh giỏ vẫn được nha. Đó, thấy ghê không? Quá đã. Bây giờ các bạn thấy chưa? Như điện luôn á. Nhưng mà lên trên bờ thì nó đi chậm gì rồi. Đó các bạn không? Trên bờ thì đi chậm gì. Cái con Quách Quang Vũ này thì không có tiến hóa được các bạn. Nhưng mà nó mình cảm giác là nó gì nè. Mấy cái máu nó tăng lên chậm quá. Yếu quá, yếu xìu. Rồi cái con boss con gắn rồi. Để mình test cái tuyệt chiêu của con boss gắn này cho các bạn xem ha. Rồi, như vậy là mình phải gì nè. Mình phải đổi lại các bạn ơi. Có thể là cái phần triệu hồi boss đó đó nó ra random thiệt nhưng mà nó vẫn ra boss mới ha. Nè tại vì lý do là tự nhiên nó ra được cái con gắn này luôn nè mới ghê. Để mình quay lại mình lụm mấy cái gì nè. Mình lấy thêm mấy cái túi nữa đi. Triệu hồi hên hên nó ra boss mới nữa rồi sao. Sẵn mình lấy mấy cái item tiến hóa luôn ha. Quánh một cái 2 tỷ đam ghê thiệt. Ở trong này thì mình còn nhiều túi để tiến hóa lắm, một đống luôn á. 16 túi. Rồi mình lấy theo 8 cái đi. Nhưng mà mấy cái item biến hình. Rồi. Đi thôi. Con này nó chỉ có một tuyệt chiêu vậy các bạn, với tuyệt chiêu chặt chặt vậy thôi à. Chiêu C đồ của nó không có á. Vãi tèo thiệt chứ. Để đi ra bên này mình vẫy. Dù sao mình vẫn thích cái con boss Quang Vũ mới đó hơn á. Tự nhiên mình vô cái mình có được con boss đó luôn. Cũng im. Bây giờ mình qua đây mình tiến hóa cho các bạn xem. Con rồng này 321 này không phải của mình. Một chặt các bạn. Một chặt một là chín ngắt con rồng liền. Để ra đây mình tiến hóa thử coi. Tiến hóa lên thằng nào bây giờ ta? Thằng quỷ móc cứt mũi hay là cái con trâu này? Con trâu này mình nghi ngờ là cái con trâu vàng quá. Thôi mình tiến hóa lên cái thằng này trước đi ha. Đó, mình tiến hóa lên thằng này đi. Mình nghĩ con trâu này là con trâu vàng các bạn. Con trâu vàng ở trên núi tuyết á. Nên coi nó tiến hóa cái con này lên là con gì. Rồi chúng ta đi bắt tiếp. Được rồi, trong cái thời gian chờ đợi thì các bạn yêu thích cái series này của mình thì các bạn like ủng hộ mình các bạn. Rồi chừng nữa mình làm tiếp. 2 ngày qua mình không có quay video thì như các bạn biết rồi đó, mình bận công việc á. Nhưng mà bữa nay rảnh rảnh mình tranh thủ mình làm cho các bạn xem luôn. Để coi tiếng quá con này là con gì vậy ta. Nhìn cái bản mod này của mình, mấy cái bản mod này nhìn nó ảo quá ha. Ảo vả tèo luôn. Nhưng mà mình chơi mình cảm giác hay thiệt. Cảm giác nó đã. Bơm hù mấy ông mới được. Ra cái gì vậy trời, trời thấy ghê vậy. Ra con tướng gì thấy ghê vậy. Khoan các bạn đợi mình xíu, rồi các bạn đợi mình xíu các bạn. Ok, mình quay trở lại đây à. Chờ tiếp. Ra con tướng gì nhìn ghê như vậy. Vãi tèo. Satan. Alo. Vãi Satan các bạn ơi. What? Satan ở trong phim Tà Thiên các bạn. Vãi chưởng thì chứ. Wow. Trời tuyệt chiêu kinh dị luôn. Kinh khủng rồi chứ. Ồ,
Nhưng mà nó cảm giác nó phi logic ghê các bạn. Các bạn biết tại sao nó phi logic không? Tại vì một cái con rắn mà tiến hóa lên sao tăng. Vãi tèo. Bây giờ mình cho nó uống mấy cái nước này vô cái đó. Rồi, tăng cấp độ lên. Rồi xong mình vô trong cái núi bên kia kìa, mình thấy cái có cái gì chiếu chiếu ở trong kia kìa, mình nghĩ là trong kia chắc có boss á. Tăng lên 500% đi ha. Đây các bạn thấy cái bản game này nó ảo ghê không? Mình thấy là bao ảo luôn á. Đó. Mình thấy rõ ràng ở trong này có con boss gì mà. Rồi. Xuất hiện con cá sấu ở trên đây các bạn. Mạnh gì đời tới. Ít xịu chứ lên 2000 mấy cấp kìa. Lên full cấp luôn á. Rồi ôi các bạn xem đam tăng một lần rồi. Đó, phải máu mà của con quan vũ mà nó lên nhanh được gì thì ngon. Chạy lại cắn kìa, con cái xấu chạy lại cắn mình. Không lượng sức mình. Wow. Như vậy là trong đây coi coi trong cái mod này có sa tăng nè các bạn. Rồi có Lữ Bố Tề Thiên, rồi bữa đó mình gặp gì nè, Dương Tiễn nữa hay gì. Mình nhớ ở trong mấy cái tập trước là chúng ta có Dương Tiễn nữa. Như vậy là mình có cảm giác là trong nguyên cái bản mod này thế nào cũng có gì nè. Nguyên một bộ tứ Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không đó các bạn, chưa bắt giới với sa tăng luôn á. Mình nghĩ là vậy đó. Hiện tại giờ chúng ta mới có sa tăng à. Mình gán tìm thêm mấy con kia nữa ha. Mấy con boss kia nữa. Là bao phê luôn, thằng này là sa tăng chứ còn gì nữa. Cái ông nào làm ra cái bản mod này cũng tào lao dở lắm. Đúng không? Các bạn nghĩ là đúng không? Thánh đi chứ. Rồi. Mình test lại tiệt chiêu cho các bạn xem ha. Wow. Rồi các bạn thấy tiệt chiêu ghê không? Nè. Bao phê á. Trời ơi, chiêu C nè các bạn. Quýnh như đời tới luôn á. Nè chiêu C nè. Ghê. Được rồi, mình tạm thời mình để đây đi á. Ok, đổi tên là thành sa tăng luôn. Nhưng mà tự nhiên mấy con boss này mình không đổi tên được các bạn ơi. Nó bị gì á. Thôi nó không cho đổi tên luôn rồi. Thôi được rồi, tạm thời để nó gì đi ha. Mình thử mình triệu hồi lại thêm lần nữa các bạn. Biết đâu hên hên cái nó cho mình boss mới vậy thôi. Female. Trời ơi. Ra boss mới thì các bạn ơi. Phải. Trời đẹp vãi chưởng. Wow. Đẹp vãi tèo luôn. Đẹp vãi tèo luôn các bạn ơi. Để coi tiến hóa được không á. Sao không cởi được thôi. Cởi được các bạn ơi. Ồ. Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn này. Đó thiệt chiều đó các bạn. À. Không tiến hóa được các bạn ơi. Như vậy là cái con nhỏ này không tiến hóa được. Nhưng mà tướng chạy là trời ơi, cầm cái gôi nữa. Đúng là mấy ông này làm cái bản mod này đẹp thiệt. Làm mod này đẹp thiệt các bạn. Bao phê luôn. Nhưng mà nãy giờ sao tự nhiên mình hên với tao. Mình dự định là trong tập này là mình không có chịu hồi nữa đó. Tại vì các bạn biết rồi, nó cứ lặp đi lặp lại boss hoài á. Tập trước á. Nhưng mà sao tự nhiên bây giờ mình vào cái nó ra hai con boss mới luôn. Được rồi. Thôi chịu hồi tiếp. Làm biến đi tìm lắm. Thế mình chịu hồi lại để thử nữa ha. Bụp. Adu. Rồi ra Tài Thiên Đại Thánh các bạn ơi. Tài Thiên Đại Thánh này có nhạc. Nè. Hồi đó là mình gặp cái con Tài Thiên này là mình khoái lắm á. Đó
đói quá. Tại thiên đa thánh. Nhưng mà nhìn tại thiên đa thánh sao xấu quá. Mình muốn tìm một cái con tại thiên đa thánh mà nó giống giống như mấy cái con ấy của mình á. Giống như con sa tăng cấp nãy đó. Không biết có không biết. Rồi để mình chịu hỏi lại ha. Vậy trời ra con mini gì nữa kìa các bạn ơi, vãi tèo thiệt chứ. Kìa. Gì vậy trời, gì vậy? Kìa con mini là con này con gì nhìn dễ thương chứ gì? Wow. Wow. Tiến quá được luôn nha các bạn. Ôi. Cái con mắt của nó là nhìn giống như trong cái phim Naruto nè. Con mắt này là gì gì Sharingan vậy đó đúng không? Mình không có coi phim hoạt hình đó. Nhưng mà mình nhớ là có cái gì nè. Nó kêu bằng cái nhãn thực gì đó mình quên rồi. Mình có coi mấy tập à. Cái con mắt này là nhìn giống giống nè. Bạn nào có coi phim Naruto nói cho mình biết à. Nhớ là cái này gì Sharingan gì đó. Ờ được rồi. Quan trọng là mình sẽ test thiệt chiêu nó cho các bạn xem á. Nó kêu con này bằng con khủng long mini. Ôi giời ơi, tướng chạy nhìn dễ thương cái gì. Wow. Kìa các bạn xem nó chạy nè. Banh chành cái game khủng long của mình nè. Nó chạy nó vừa cạp cạp nữa nè các bạn ơi. Alo. Wow. Trời nó phun lửa đã lắm á. Cái này mà chắc mấy em nhỏ coi là phải ghiền luôn á. Mấy em nào mà nhỏ nhỏ coi cái video này của mình chắc ghiền vãi tèo luôn. Nè, các bạn xem nó phun lửa nè. Không. Cái chiêu phun lửa là chiêu chuột trái á. Còn mình test chiêu C thứ rồi. À đù. Chiêu C đó các bạn, chiêu C nè. Mạnh vãi chưởng. Nó ở đây nó có tiến hóa được nữa các bạn, nó có tiến hóa được nữa. Các bạn xem chạy nè. Nè chạy giống như là gặp mẹ tới đó. Đâu. Nè các bạn xem nè. Chạy cái tướng mất cười quá tao. Cái tướng này giống như là anh mập quá, đi không nổi à. Rồi để mình xuống mình cắn mấy con cá thử cho các bạn xem ha. Wow. Cũng 2 tỷ đam không rồi các bạn ơi. Nói chung là mấy con này nó mạnh lắm các bạn ơi. Không có thể nào xem thường được. Nói chung là nó rất là mạnh. Nó nhỏ xíu ha, nó để chữ mini thôi nhưng mà không có mini xíu nào. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi. Trời ơi, con quỷ con nhìn nhện tự nhiên nó quánh một cái các bạn thấy không, đứng hình luôn. Kinh dị thiệt chứ. Cái con nhìn nhện tự nhiên nó thấy mình tấn công mấy con cá nó cũng quánh nữa. Mà mỗi lần nó quánh cái các bạn đứng thấy đứng hình luôn á. Mình tưởng đó là lò lỗi văng ra khỏi game luôn. Ok. Mình qua bên bãi đất trống bên đây mình tiến quá cho các bạn xem á. Nhìn dễ thương quá tèo. Yeah. Con chuồn chuồn. À để mình tiến quá thử ha. Đó, để mình tiến quá cho các bạn xem coi nó lên thành con gì. Mini. Dễ cưng quá tao. Được rồi, bạn nào yêu thích cái series này muốn mình làm tiếp thì like nhiều nhiều các bạn, trong thời gian chờ đợi các bạn kéo xuống like đi. Cái này mình thấy mình làm video sướng quá, các bạn like quá trời luôn. Lần nào cũng được 10.000 hết. Làm mình có động lực vãi tèo ha. Tập này là mình dự định là đi quýnh lộn rồi đó. Mình muốn lên trên núi mình quánh á, nhưng mà sao tự nhiên mình 2 ngày rồi mình không vào á. Mình vào lại cái nó cho mình chịu hồi ra boss lạ lạ không á, boss mới. Được rồi. Như vậy thì mình sẽ chịu hồi tiếp, tại vì mình nghĩ là các bạn chắc cũng thích mà đúng không? Mình thấy nãy giờ mình chịu hồi ra boss mới không à. Mình chơi mình còn khoái nữa chứ các bạn xem chứ các bạn cũng khoái vãi tèo. Đây coi nó tiến quá lên con gì á.
lên con gì vậy? Mini. Rồi. Cái gì vậy trời, nó trái vậy? Trời ơi, cái game này bao ảo luôn á. Trời ơi, sói ca. Sói ca các bạn ơi. Rồi, cái chữ ray của tôi đâu mất tiêu rồi. Sao leo lên mình đại ca không được gì đại ca. Wow. Ôi má ơi, xịu chứ cái hàng này nó quải cái đau nhìn thấy quải chà đậu thì các bạn. Xịu bự chứ. Nhưng mà sao cái bản game này ảo cái gì? Cái con mini có chút xíu rồi mà nó tiến hóa lên thành thằng quỷ này rồi các bạn xem nào. Wow, chiều xe này các bạn. Thì ghê không? Quăng cái đao sấy sấy lên trên đầu luôn mới ghê chứ. Là các bạn xem nào. Đó. Vãi chứ. Đúng rồi, chả mini xíu nào á. Không lẽ hiện thân của thằng quỷ này là cái con khủng long hồi nãy. Nhưng mà đúng là cái game này mình cảm giác nó phi logic vãi đài các bạn. Con khủng long có chút xíu mà tiến hóa ra quỷ nên nó cầm cái đao nè, kinh dị thiệt chứ. Nhìn cái thằng này á thì mình nhớ cái game Gió Lâm á, thì gan cái game trong cái game Gió Lâm chuyện gì luôn. Sói ca. À, để coi coi. Như vậy là trong tập game này nãy giờ mình triệu hồi ra được hai con tướng á các bạn. Nhưng mà chúng ta biết được có cái con gì nào Quang Vũ nữa, con Quang Vũ này là mình vào game mình nó tự động nó có ha, chứ mình không có bắt. Nhưng mà mình cũng không triệu hồi nữa. Ở đâu tự nhiên ở đâu mà nó xuất hiện ra con Quang Vũ này nè. Mình nghĩ là do con khỉ nó biến hình á. Rồi, chúng ta có được Sa Tăng với thằng này mình không biết là đặt đặt tên gì luôn á, cho các bạn đặt á. Đó đây. Còn để coi đây. Trong này mình còn bốn cái mình chịu hồi luôn cho các bạn xem á. Hên hên biết đâu rồi chúng ta ra được mấy con tướng mới thì sao. Mình nghi lắm rồi. Đó. Con này thì mình có rồi các bạn ơi. Nè đúng rồi nè 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 đúng rồi nè. Ôi cái gì mà cái giò nó dịch cái ghê vậy. Nè. Nè bạn nào nhớ không? Ở tập trước là mình bắt được con này nè. Cái con khỉ đục lửa mà nó cầm cái đao của cái đao của Quang Vũ nè 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 cho các bạn xem nè. Ủa. Hai cái này khác các bạn ơi. Nhưng mà ở tập trước là mình nói là nó cầm cái đao này nè. Ủa giống à, giống, giống à, giống. Nó nhưng mà sao tự nhiên trong cái tập này cái nó biến thành con này. Để chúng ta quan sát thử ha, coi tập sau quỷ nó biến thành Quang Vũ không. Biến Quang Vũ thì có cái tuyệt chiêu này cũng đã lắm. Nè cho các bạn xem nè. Đó, nè mấy cây đao nó tự động nó bay ra. Đó các bạn thấy không. Nè. Quên hồi nãy mình quên test cho các bạn xem nữa. Nè. Nhìn kinh dị á. Các bạn thấy vậy với đàm của mấy cái cây thường nó cao lắm á. Đó các bạn thấy không? Mấy trăm triệu máu không á. Cũng kinh khủng lắm chứ đâu phải hạng thường đâu. Nè cho các bạn xem con rùa trên kia nè. Đó. Ghê chưa? À, được rồi, để mình chịu hỏi tiếp ba, còn ba cái nữa. Nữa. Ra con tinh tinh này nữa. Con tinh tinh này là mình có đâu 4 5 con rồi đấy. Nữa, con nhìn nhện nữa đó. Đây là lý do nè, mình không muốn chịu hồi nữa đó. Ra mấy con này hoài. Như vậy là hên hên chúng ta tìm được hai con boss mới đó ha. Còn cái cuối mình làm luôn cái cuối các bạn. Thôi. Không xong rồi. Ra con công mới chịu à.
Gà con gà lôi. Gà nguyên con gà lôi luôn chứ. Con gà lôi bên Trung Quốc. Không im các bạn, con gà lôi này không im. Đã tài quá. Vậy là bắt được hai con tướng này. Con sa tăng. Ok thôi được rồi, mình tạm dừng video này đi các bạn. Do mình có công việc rồi. Mới hai mấy phút rồi nhưng mà mình bận việc rồi. Tối tối mình tranh thủ mình làm tiếp cho các bạn xem á. Tối tối mình đi săn boss tiếp. Nhưng mà mình chịu hồi tiếp á, mình nghĩ là cái phần chịu hồi boss nó ra ngẫu nhiên á. Hên hên thì nói chung là nó ra ngẫu nhiên mà, hên hên thì chúng ta tìm được mấy con boss mới. Nó ví dụ như video này nè, tự nhiên mình vô cái mình chịu hồi ra được mấy con lạ ha, rồi chúng ta mới tiến hóa được. Còn không thì phải tự đi tìm. Thôi được rồi, mình tập sau mình làm tiếp cho các bạn xem á. Sorry tất cả các bạn ha, đang chơi mà mình bận công việc rồi, nãy mình ngưng ngang là các bạn biết rồi đó. Lát nữa về đi mình quay tiếp cho các bạn xem. Hy vọng là các bạn tiếp tục luôn ủng hộ mình á. Mình sẽ cố gắng mình sắp xếp thời gian việc làm của mình á, rồi mình làm tiếp cho các bạn xem.